xong à? Vâng ạ. Rồi, con đừng có mà hốt nhá, bố đánh đấy nhá. Em đi cùng anh, em lo lắm anh ạ. Thế đi vào luôn đi. Vâng. Mẹ xin lỗi, mẹ đã không cho con được một gia đình thật là hạnh phúc. Con không biết nghĩ cảm nhận cho người khác à hả? Vâng ạ. Ôi, nhưng hắn ta biết thì sao? Em chỉ sợ anh làm hỏng đại sự của chúng mình thôi đấy. Tao không tin là mày lại đối xử với tao như thế. Sao giờ con vẫn chưa đi mà vẫn còn quanh quẩn ở nhà làm gì đấy? Tôi muốn ở lại với con một chút không được ạ? Con không biết nghĩ cảm nhận cho người khác à hả? Bây giờ Thư về căn nhà này, nhìn thấy mặt con cứ lù lù ở đây, Thư không cảm thấy thoải mái. Không thấy thoải mái á? Anh bỏ tôi để đi theo cô ta, anh không suy nghĩ đến cảm nhận của con à? Anh à. Rồi, em biết rồi. Có thấy chưa? Đi đi, Thư không thoải mái đấy. Bố, bố đừng đuổi mẹ. Bông, ra đây bố à. Nghe bố nói này, bây giờ ấy, cô Thư mới là mẹ của con, hiểu chưa? Không, mẹ của con là mẹ Linh. Bố bảo con gọi cô Thư là mẹ cơ mà. Không, con đã bảo với bố rồi, mẹ Linh là mẹ của con. Cô ta xấu lắm, cô ta không xứng là mẹ của con. Sao con lại thế à? Hả? Anh này, anh làm cái gì đấy? Tại sao anh lại đối xử với con như thế? Này, tòa đã giao cho tôi quyền nuôi con, cho nên ấy, con bé phải gọi Thư là mẹ, hiểu chưa? Nếu không gọi ấy, Thư không được thoải mái. Bây giờ lại là cô ta, lúc nào anh cũng suy nghĩ đến cô ta. Sao anh không suy nghĩ đến cảm giác của con hả? Thì sao? Đây là chuyện gia đình tôi, hiểu chưa? Còn bây giờ, cút! Không. Mẹ xin lỗi con. Mẹ đừng đi mà. Đi đi nhanh lên, dài dòng. Mẹ xin lỗi. Mẹ đừng bỏ con. Bông à. Bông à. Rồi, con đừng có mà hốt nhá, bố đánh đấy nhá. Thôi anh đừng quát con, nó sợ đấy. Trẻ con mất mẹ lúc nào nó cũng buồn như thế cả. Để từ từ nhá, từ từ em sẽ dạy dỗ con mà. Rồi con sẽ thương em thôi, anh yên tâm đi nhá. Con cứ liệu hồn đấy. Thôi, anh ở trong đi. Bông à, con mua cho con bánh này, con ăn đi. Bánh gì đó? Dần con, mày được lắm, mày chưa đấy. Anh sắp không chịu được nữa rồi này. Sao? Một thời gian nữa thôi mà. Một thời gian ngắn ngắn nữa thôi. Em có chắc không? Chắc chắn luôn. Nhớ nhá, đừng bắt anh chờ lâu. Em biết rồi mà. Thôi, muộn rồi, em phải về đây. Con bé con nó láo lắm, nó nghi ngờ đi chết. Con danh con mà dám láo như thế á. Nếu mà nó láo thì dạy nó bài học cho sợ. Thôi, đừng có động với nó, chứ phải là lúc. Em sợ gì nó chứ? Em sợ gì nó chứ? Nhưng mà bây giờ ấy là mất lòng nó thì không có hay. Vợ kế hoạch của chúng mình thì chết mất. Thôi, em đi đã nhá. Em yêu anh mà. Bông, con có nhớ mẹ không?
không? Con còn nhớ mẹ. Ở nhà cô ta, mẹ có đối xử tốt với con không đấy? Mẹ có chuyện này muốn nói với con. Chuyện gì hả mẹ? Chuyện này rất chi là quan trọng. Con phải hứa với mẹ, con phải làm được tốt nhá. Vâng ạ. Anh ơi, cơm mình nấu xong rồi đấy, anh vào ăn cho nhanh. Ừ. Mà cái bông ấy, em không biết nó đi đâu, giờ này cũng chưa về anh ạ. Ừ nhỉ, giờ này thì nó cũng phải về nhà rồi chứ. Vâng, không biết đi đâu nữa. Alo, dạ vâng, tôi là bố của cháu đây ạ. Anh bảo sao ạ, cháu bị ngã à? Dạ vâng vâng, tôi vào viện ngay đây ạ. Tôi cảm ơn. Làm sao đấy hả anh? Bé bông nó trèo cây bị ngã em ạ. Còn gái con đứa nghịch thế không biết. Thế con bị sao không anh? Bây giờ vẫn chưa tỉnh, chắc là bây giờ anh phải vào viện với con đây. Em đi cùng anh, em lo lắm anh ạ. Thế đi vào luôn đi. Vâng. Con ơi, con tỉnh lại đi. Con có biết con đã ngủ một tháng rồi không hả bông? Bông. Anh Trung, anh đừng có đau lòng quá. Nhỡ mà anh ngã bệnh ra đấy, mẹ con lại biết Trung ở đâu hả anh? Anh không sao đâu. Em thấy lo lắm. Mình cứ đưa con về nhà thế này có làm sao không hả anh? Bác sĩ bảo chúng ta có thể để con ở nhà mà. Hằng ngày người ta vẫn đến đây thuốc thang cho con bé. Với lại anh nghĩ để con bé ở nhà cũng tốt. Biết đâu trong không gian quen thuộc thế này con bé sẽ sớm tỉnh lại thì sao? Em cũng hy vọng là như thế anh ạ. Tội nghiệp con bé quá. Thôi anh ra ăn cơm đi anh. Nhỡ đâu anh lại ốm thì chết. Đi, anh ra ăn cơm đi. Em trông con được mà. Con cứ giả vào ngủ để nghe ngóng mọi chuyện. Ngày ngày sẽ có bác sĩ đến chăm sóc cho con. Thực sự đây là người của mẹ. Cô ấy sẽ cho con ăn uống đầy đủ. Con nhớ chưa? Mẹ đặt máy ghi âm ở dưới giường của con để nghe mọi chuyện. Đúng là ông trời có mắt mà. Để mày cứ nằm gục lên như thế này này. Tốt nhất ý, là mày cứ nên nằm ở đây đi. Cứ nằm chết như thế này đi. Tao đỡ phải ra tay với mày. Chứ tao mà ra tay rồi à, chắc là mày đau đấy. À, ai tranh vào đây? Ôi. Nhưng hắn ta biết thì sao? Làm gì có ai biết được cơ chứ. Ôi trời ơi, con hàng xóm. Nhưng có ai thấy thì chết. Làm gì có ai thấy được đâu. Anh đóng giả nhân viên bán hàng đa cấp ấy. Làm gì có ai biết được. Em chỉ sợ anh làm hỏng đại sự của chúng mình thôi đấy. Mà em định để anh chờ đến bao giờ nữa? Anh sắp không chịu nổi đến nơi thế này. À, không chịu nổi có đúng không? Thế thì nhá, lấy nhau xong cạp đất vào ăn đúng không? Rồi gì? Thì anh cũng biết là như thế, thế nên là anh mới để cho em ở cạnh thằng chó chết đấy đi chứ. Thôi, anh chờ nốt tối nay thôi. Nốt tối nay, rồi hắn ta sẽ biến mất. Tối nay á? Chứ sao nữa? Tối nay là sinh nhật của hắn ta. Em sẽ cho hắn ta ra đi một cách à. Thần không biết mà quỷ cũng không ai luôn. Còn cái con danh này nữa, nó cũng sắp chết rồi. Lúc đấy à, tài sản sẽ đứng tên em, còn mình sẽ là của nhau, cùng cái đống tài sản cách xù này này. Đúng đấy. Anh là anh chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Thế chờ nốt tối nay đi chứ còn gì nữa. Ừ. Hả? Thôi được rồi, nhưng mà em phải nhớ nhanh đấy nhá. Thôi anh về đi đấy. Chờ tin vui của em nhá. Nào nha. Thôi đi về đi. Còn danh con. Chúc mừng sinh nhật anh yêu nhá. Anh cảm ơn. Nếu mà hôm nay mà em không nói, chắc là anh cũng quên mất cả ngày sinh của mình rồi đấy.
chứ còn sao nữa. Em biết là bé Bông ốm, anh không thiết tha cái gì cả. Nhưng mà nếu mà đã là sinh nhật rồi thì cũng nên chúc mừng một chút chứ nhở. Anh uống một chút đi. Nâng ly. Thực sự là anh không muốn uống cho lắm. Em biết, nhưng mà em đã làm như thế này rồi, anh mà không uống là em buồn đấy nhá. Thôi, dù sao thì cũng cảm ơn em. Uống nhá. Uống đi anh. Tự nhiên anh thấy khó thở và choáng quá. Anh ơi, anh không biết anh bị sao nữa. Anh Trung. Anh Trung ơi, anh tỉnh dậy đi anh. Alo, anh vào đi. Hàn toi mạo rồi đấy. Ôi, nó toi rồi à? Chết rồi à? Chứ sao nữa? Em đã nói rồi mà, em làm đơn giản lắm luôn. Thế là chúng mình từ bây giờ được bên nhau rồi đấy. Chứ còn gì nữa, cả cái khối tài sản cách xùi nữa chứ sao. Vui mừng quá sớm đấy. Chết rồi lại tỉnh dậy mà. Nó chưa chết à? Phải, xin lỗi. Tao chưa chết. Tao không tin là mày lại đối xử với tao như thế. Nhưng không ngờ con người của mày khốn nạn thật đấy Thư ạ. Em mày không phải nói gì nữa. Mọi chuyện tao biết hết rồi. Linh, Bông, hai mẹ con em ra đi. Cô Thư này, có phải là cô đang cảm thấy hoang mang lắm phải không? Cô tự hỏi là tại sao tôi lại ở đây? Tại sao con tôi nó lại tỉnh lại? Bố. Bông, con tỉnh rồi à? Bố, con không hôn mê, mà con chỉ giả vờ thôi. Con là cái gì đấy? Con có cái này cho bố nghe này. Tối nay là sinh nhật của hắn ta. Em phải cho hắn ta ra đi một cách thần không biết mà quỷ cũng không hay luôn. Còn cái con danh này nữa, nó sắp chết rồi. Lúc đấy tài sản sẽ đứng tên em, và mình sẽ là của nhau cùng cái đống tài sản cách xù này này. Đó là kế hoạch của mẹ đã sắp đặt ra đấy. Mày, hóa ra là mày à? Tao đã nghe đoạn ghi âm và tao cứ tự nghĩ rằng là mày sẽ không hại tao như thế. Nhưng không ngờ, tao cứ nghĩ là khi tao ngất đi, mày sẽ hoảng hốt và đưa tao vào viện. Ai ngờ. Anh ơi, anh phải nghe em nói đã. Còn tao nói cho mày biết, chắc là mày không biết là tao đã đánh cháo cái ly rượu độc rồi nhỉ. Còn người uống phải cái ly rượu độc đấy ấy, không phải tao đâu, mà là mày. Em ơi, anh Trung ơi, anh cứu em đi. Em không muốn chết đâu, em không muốn chết. Em không muốn chết, anh ơi. Mày đúng là cái loại khốn nạn mà. Vì mày, vì lòng tham của mày mà đã hại gia đình tao như thế này đấy. Em biết là do lòng tham của em, do lòng tham của em mà em lập nên kế hoạch này. Em muốn sống với Sang và làm chủ cái ngôi nhà này. Em xin lỗi anh, nhưng mà anh cứu em đi. Tha kiểu gì? Mày sắp chết rồi đấy. Sợ không? Hả? Sợ anh, không? Anh ơi, em xin anh. Không ngờ là mày cũng sợ chết đến thế nhỉ. Nhưng mày yên tâm đi, tao cũng chỉ đùa mày thôi. Thực sự chả có ly rượu nào có độc hết.
chai rượu độc mà mày muốn hại tao ấy. Tao đổi rồi. Nhưng mà chuyện của mày và thằng kia chưa xong đâu. Rượu độc chúng mày không phải uống, nhưng mà tù thì chúng mày chắc chắn phải ngồi đấy. Anh... đi mà đầu thú công an đi, trước khi quá muộn. Đi. Bông, con là con gái ngoan của mẹ. Bây giờ mọi chuyện xong xuôi rồi, con phải thật ngoan, ở lại với bố nhá. Linh, anh biết anh sai rồi. Thực sự là anh không mong em tha thứ cho anh, nhưng mà anh chỉ muốn được xin lỗi em. Chỉ vì anh quá hồ đồ cho nên đã làm cho gia đình mình tan nát như thế này. Anh xin em, anh chỉ xin em một điều thôi. Em không cần tha thứ cho anh cũng được, nhưng mà em hãy vì con. Vì con có được không? Quay lại với anh có được không hả Linh? Vì con thôi. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Con cần có mẹ và có bố nữa. Kìa em. Rồi đẻ đái vào, ăn mặc không ra làm sao cả. Không nhưng nhì gì hết. Nhà này là của tôi quyết là được. Mẹ ơi, con thấy như thế này không ổn mẹ ạ. Cô thì biết cái gì mà cũng tỏ vẻ ra là khoa học, là trứng khôn hơn vịt à. Nói chuyện bực hết cả mình. Chả hiểu đi đâu hết mà để nhà cửa tình toàn thế này. Ôi trời ơi. Mẹ mới về ạ? Con mệt quá nên là con vào phòng nghỉ một lát ạ. Suốt ngày ở nhà có làm gì đâu mà kêu mệt. Người ta bụng bầu 8 tháng vượt mặt vẫn đi làm bình thường. Mình mới 5 tháng ở nhà bám chồng mà kêu mệt cái gì. Cái thứ quê mùa đã không xinh đẹp gì rồi đẻ đái vào, ăn mặc không ra làm sao cả. Xấu mặt cái nhà này. Bin ăn rồi tí nữa mẹ bé Bin đi chơi. À, Bin của mẹ ngoan nào. Bin. Dỗ cho con ăn đi. Cứ mỗi cái việc cho con ăn thôi mà không nên hồn nữa. Bin ngoan. Đưa đây, đưa bác cháu đây. Con ăn đi. Không ăn đâu. Cô ăn đi nào bà yêu nào. Không ăn. Đấy. Con dâu nhà người ta ấy cũng ở quê lên, ngu một tí nhưng việc chăm con, việc nhà, việc gì cũng làm được. Chứ không như ai chỉ biết đẻ không biết chăm. Đi ngoan, con ăn đi con. Cô không chăm được cháu tôi ấy, thì từ giờ việc nhà tôi không dám phiền cô nữa. Cô Bin là cháu tôi, việc ăn uống là để tôi lo. Nhưng mà không nhưng nhì gì hết. Nhà này là của tôi quyết là được. Hay là cô khinh bà già này không biết chăm con chăm cháu hả? Tôi đẻ hai đứa nuôi hai đứa, bé thì bụ bẫm xinh xắn, lớn thì cao to khỏe mạnh thông minh, chứ không như cô để thằng bé 5 tuổi rồi còi dí như thế này. Con ăn đi. Có ăn không thì bảo nào. Hãy để bà tắt hoạt hình đi nhá. Nào há mồm ra. Đấy, vẫn chưa nuốt kìa kìa. Con nuốt đi.
Nào miếng nữa nào. Đấy, có thế chứ. Cô Biên ngoan mà yêu nhở. Rồi cái nhà này bao nhiêu tài sản ông bà để cho con hết nhá. Ngoan yêu nào. Ồ đấy, rồi ngoan quá. Chả hiểu có con dâu để làm cái gì. Mà việc gì cũng phải đến cái thân già này mới xong. Nào con ăn đi. Đấy, đúng rồi. Đấy chứ. Nào con ăn nào. Mẹ mua Lego cho con ăn nhá. Không ăn là chú công an bắt kìa kìa. U công an kìa, chú công an kìa. Đây 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 con ăn ăn ăn. Đây con ăn miếng đi, ăn nhanh nhé. Bin ơi. Ôi khổ quá. Bin ơi. Con đang ăn ngoan, bà yêu nào. Mẹ ơi, con thấy như thế này không ổn mẹ ạ. Cô Bin còn đang bé mà bây giờ nó cứ ăn ở ngoài đường nhiều quá, bụi bẩn nó vào cháo. Bây giờ nó cũng xem YouTube nhiều, hại mắt mà sau này còn đâm ra hư nữa. Thế cứ như cô ấy thì để cháu tôi đói dã họng ra hả? Ngày xưa tôi cũng nuôi con cũng lớn đấy thôi. Cô thì biết cái gì mà cũng tỏ vẻ ra là khoa học, là trứng khôn hơn vịt à? Nói chuyện bực hết cả mình. Mẹ ơi, cô Bin nó cũng là con của con chỉ muốn nó khỏe mạnh hơn thôi. Chứ con không có tỏ vẻ hay là thể hiện gì ở đây đâu ạ. Cô giỏi thật đấy. Cô dám cãi tôi à? Dám cãi mẹ chồng hả? Bố mẹ cô dạy cô cãi mẹ chồng đúng không? Hả? Đúng là tôi vô phúc, nhà tôi vô phúc. Mới thông ra mấy cái nhà thiếu giáo dục như cô, nghe chưa? Bố mẹ cô dạy con gái lừa con trai tôi. Đấy, để bây giờ bữa móc trả mâm son ở nhà ăn bám chồng. Mẹ nói con thế nào cũng được, nhưng mà mẹ đừng có nói đến bố mẹ của con ạ. Ừ, rồi, tôi không dám cãi nhau với chị nữa. Từ mai tự lo nhé, tự cho con ăn nghe chưa? Đấy, một cái cả mình. Bin, mình đi về nhà thôi. Nào. Giỏi quá nhỉ. Quái lạ. Không hiểu dạo này nó làm cách nào thằng bé ăn ngoan thế. Làm cái quái gì vậy? Bin thích Peppa ngon lắm. À, ngoan hô. Bin của mẹ giỏi ghê nhở. Tôi biết ngay mà. Cô thì có cái gì hay ho cơ chứ. Cho cháu tôi ăn cái gì vớ vẩn thế này. Lại thuốc à? Chắc chắn là không có gì tốt đẹp rồi. Thằng cô Bin nó biếng ăn. Cô lười biếng, bụng về như cô. Không thèm dỗ dành cho nó ăn mà lại cho nó uống như thế này. Trung ơi, Trung về xem con Linh nó đầu độc nhờ thằng cô Bin này. Mẹ ơi, mẹ cứ bình tĩnh đã. Mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Tôi lại còn không biết sao? Chắc là cô không biết đấy. Trên thành phố có rất nhiều loại thuốc cho trẻ con uống. Khi uống vào thì lúc đầu ăn rất là ngon. Nhưng sau này ấy, thì nó ngộ độc chết dở ra đấy. Mẹ ơi, cái này con được các chị bạn giới thiệu. Con đã tìm hiểu kỹ lắm rồi ạ. Thế nào là kỹ? Hả? Cô biết cái gì mà kỹ? Cô giỏi lắm. Cô làm sao mà có phân biệt được cái nào là tốt, cái nào là xấu? Cháu tôi mà có bệnh nghệ gì thì... Sao thế hả mẹ? Con gái tiến sĩ yêu quý của mẹ về mà xem. Đấy, để em dâu quý hóa nông thôn của con ấy vừa pha cái của nợ gì cho thằng cu Bin uống. Mẹ mà không phát hiện ra kịp ý, chắc là nó đầu độc cho thằng cu chết rồi mới thôi. Đâu? Đấy, cho con xem nào. Con nhìn đi. Rồi ạ. Tưởng gì, cái này là siro Peppa Kid. Trong giới mẹ bỉm sữa, ai mà chả biết hả mẹ. Đây nhá, cái này có DHA này, tốt cho não. Có vi chất giúp phát triển chiều cao, tăng cường hệ miễn dịch nữa. Vitamin B1, B2, B6, tốt cho não và mắt. Lại còn hấp thụ chất dinh dưỡng nữa. Cao huyết đắng, cao huyết rồng, kích thích hệ tiêu hóa, giúp cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ. Mà mẹ ơi, nói chung là ấy, uống cái này thì Bin sẽ vừa khỏe mạnh, ăn ngon, lại còn thông minh nữa. Thế à? Cái này chiết xuất từ thiên nhiên, lại có kiểm nghiệm, chứng nhận đàng hoàng nữa. Thế nên là mẹ yên tâm nhá. Mà hôm nay con qua đây,
cũng tặng Bin Bay Bucket đây. Đây, có cái này thì mẹ với cả Linh khỏi cãi nhau nữa nhá. Đấy, bây giờ thì mẹ yên tâm rồi nhá. Tại vì em cũng bận quá nên là chưa có thời gian để nói với mẹ được. Hôm nay con qua đây cũng để làm sứ giả hòa bình đây. À, mà con nghe thằng Trung nói là mẹ với cả cái Linh căng thẳng với nhau lắm đúng không? Mẹ này, cái Linh nó là đứa hiền lành, ngoan ngoãn. Mà tại vì có thằng Bin sớm nên em nó không theo đuổi sự nghiệp được như bạn như bè. Mẹ đừng có thành kiến gì với em nó, mẹ nhá. Thôi, từ nay có bếp Ba Kít rồi, Bin sẽ bụ bẫm, ăn ngon, lại khỏe mạnh nữa. Mà cũng đến lúc cho Bin đi lớp đi học vừa rồi đấy, tiếp xúc với môi trường mới. À, mà mẹ ơi, Trung nó bảo với con là Linh nó có ý định đi làm lại đấy. Hôm trước mới phỏng vấn ở công ty Nhật gì, xịn lắm ý. Đúng không Linh? Dạ, vâng ạ. À, mà đỗ rồi nữa, nhờ. Dạ. Bin, Bin có thích bếp Ba Kít không con? Có thích bếp ba. Thế Bin có thích đi lớp không? Ở lớp có thầy cô này, có bạn bè này, lại còn có cả lợn bếp ba nữa đấy. Bác Trang này, dù sao hôm nay bác cũng tiện qua đây rồi, bác ở lại ăn cơm luôn nhá. Sáng nay em đi chợ, em mua được con cá ngon lắm. Ừ, để em nấu canh cá mà bác thích nhất. À, mẹ ơi, mẹ trông Bin giúp con nhá. Ừ. Tất nhiên rồi, qua đến nhà mẹ thì phải ở lại ăn cơm chứ. Bin, Bin ra đấy chờ bác để mẹ đi nấu cơm nào. Xin ngoan nhỉ. Bỏ vợ bỏ chồng rồi về ở hẳn với nhau đi. Em chán cái cảnh cứ phải lén la lén lút này lắm rồi. Chỉ là chủ quán cà phê thôi mà hách dịch xấu tính. Gớm, làm gì nóng tính ấy. Ghen. Ai mà thèm ghen. Tưởng vợ của anh thế nào. Hóa ra về một cục. Vợ ơi, gọi gì em à? Anh bảo này, đợt tới là anh sẽ bận rất nhiều công việc nên là chuỗi cửa hàng này tạm thời em quản lý nhé. Thật á? Tự nhiên rồi, nhưng mà em không được làm việc quá sức. Có việc gì ấy thì em bảo đám nhân viên nó làm cho nhá. Anh yên tâm, mọi việc ấy anh cứ để em lo cho. Anh chỉ lo cho em thôi. Còn bây giờ ấy, anh xin phép anh đi gặp đối tác nhá. Anh đi đi. Bye bye vợ yêu nha. Bye chồng yêu. Ở đây là chú làm sao vậy? Điển. Mà này, khi anh đã nói với con vợ của anh ấy là Tết này anh không về chưa? Em cũng đã nói với chồng của em rồi đấy, là em bảo là đi chơi bọn bạn đại học đấy. Anh bảo rồi, mấy ngày hôm nữa thôi là mình sẽ về với nhau. Làm gì mà chả được, uống hết cả lên. Này, hay là ấy, mình bỏ vợ bỏ chồng rồi về ở hẳn với nhau đi. Em chán cái cảnh cứ phải lén la lén lút này lắm rồi. Như thế không được. Em hâm à? Làm sao như thế được? Ăn vụng lúc nào chả ngon hơn. Hay là ấy, anh chê tôi già, chê tôi xấu nên anh chán rồi đúng không? Lúc nào cũng bài ca muôn thuở đấy. Em lúc nào cũng đẹp. Đối với anh em lúc nào em cũng đẹp cả. Nhưng bây giờ em phải nghĩ này. Chồng em nó đang cho em quản lý hai cái quán lớn như thế. Tiền tiêu thì chả phải nghĩ. Tiền đi theo anh làm gì? Nghèo ôi. Nhưng mà em thích ở bên cạnh anh cơ. Rồi em ạ. Bây giờ ấy, ngồi xuống đây. Vừa có chồng, vừa có người tình, chả thích hơn à? Alo. Sao? Sao lên mà không bảo? Ê, ta đang ở đâu? Rồi, đứng đấy đợi tí ra đón nhá. Thì chết rồi, vợ anh nó lên đây nó tìm anh. Thôi, em ở đây nhá, anh đi ra anh đón vợ anh. Gì ạ? Còn dám đến tận đây luôn cơ?
đây làm gì? Thì anh bảo bận không về quê còn gì nữa. Bố mẹ bảo em mang đồ lên cho anh cái này. Với cả em cũng muốn xem anh trên này có vất vả không, thì để em ở lại giúp anh nhá. Giúp gì mà giúp? À, ý anh không phải là như thế. Ờ, ý anh là không cần đâu. Em cứ ở dưới quê chăm sóc bố mẹ là được rồi. Mà quán anh làm đẹp nhở? À này, anh hỏi người ta Tết có cần tuyển thêm người không? Em ở lại làm cùng với anh cho có vợ có chồng nhá. Này, cái chỗ của chị làm ý là tiêu chuẩn cũng cao lắm, chứ có phải là vơ bèo vạt tép đâu. Mà ai muốn làm thì làm. Giới thiệu với em, đây là chị Như, quản lý của anh ấy. Em chào chị ạ. Em là vợ của anh Minh. À, bố mẹ em không có gửi chút quà lên cho chị đấy ạ. Thôi, cầm lấy đi. Chứ cái đống nhà quê này chẳng biết có sạch sẽ hay không mà mang xong rồi lại bẩn quán của tôi ra. Chị cứ yên tâm, những cái đồ này đều là nhà em nuôi chồng cả, cho nên là đảm bảo lắm chị ạ. Mà này, chị chủ của anh xinh thế. Phụ nữ ở trên này toàn là xinh đẹp cả. Không những thế, người ta còn biết kiếm tiền, chứ không như một số người đã không đẹp lại còn chỉ biết chờ tiền của chồng thôi, chả biết làm cái gì cả. Mà này anh Minh, từ bao giờ ấy mà nhân viên của tôi lại có cái kiểu đưa người nhà lên đây đấy? Thứ nhất ý là ảnh hưởng công việc, cái thứ hai ý là trông cái bộ dạng của cô ấy này, trông chả ra làm sao cả. Em xin lỗi chị ạ, chị cứ vào trước đi xong rồi em vào luôn ạ. Nhanh đấy, chứ không bảo tôi trừ lương đấy. Dạ. Đã bảo không phải lên đây rồi, khổ lắm cơ. Em thấy chị chủ của anh khó tính thế. Hay là anh nghỉ việc ở đây đi, tìm việc khác mà làm. Chỉ là chủ quán cà phê thôi mà hách dịch xấu tính. Bé bé cái mồm thôi. Người ta đang làm việc bận tối mắt tối mũi. Đi về đi. Em không về, em sẽ ở đây làm việc cùng với anh. Mà về đi, leo nhèo cái gì. Thôi, tôi đi làm đây. Thì được mấy người như em đâu. Thôi nào, đi vào trong này chiều anh một tí. Nẫm. Đi. Bởi vì anh Minh trên này nhiều việc quá nên chắc con ở lại giúp anh ấy. Vâng ạ. Bây giờ mình đi tìm anh nhá. Đi.
gì đến cô ta mà anh phải làm cái trò đấy à? Đúng là đồ khốn nạn mà. Chị dùng gì ạ? Cho chị một ly nước cam. Vâng ạ. Em này, chị như chủ quán của em ấy. Hôm nay chị có đến quán không? À, chị yếu may ốm ạ. Chị là bạn thân của vợ chồng anh ấy, nhưng mà có hẹn qua đây chơi mấy lần rồi mà không làm. Chị Như thì chị gọi mãi không được. Em có số của anh Tú không? Cho chị xin. Dạ có ạ. Hiện tại anh Tú là chủ của chỗ cửa hàng này chị ạ. Cảm ơn nhé. Anh ơi, em á, tắm rửa sạch sẽ xong rồi. Bây giờ mình bắt đầu đi. Bố định chạy đâu hả? Anh sao anh lại ở đây? Cái đôi gian phu dâm phụ này. Hôm nay tôi bắt rồi nhá. Bố định chạy đâu hả? Anh ơi, đôi gian phu dâm phụ này. Anh ơi, từ để em giải thích đã. Không phải nhanh đi đâu. Giải thích à? Hả? Giải thích đi. Cô bảo cô đi ngân hàng cơ mà. Như thế nào là như thế nào? Nói. Em với chị đang trên đường đi lấy hàng. Nhưng mà trên đường chị chẳng may chị đau đầu nên em đưa chị vào đây để đánh gió. Đánh gió à? Đánh gió mà nó lại cởi trần. Cô ấy ăn mặc như này mà. Nhưng mà cái này để cho dễ đánh gió. Làm sao? Anh ơi, em xin cái áo mặc này lạc lắm anh ạ. Tôi vất vả để kiếm tiền để cho cô mang tiền đi cho nó à? Hả? Anh ơi, anh nghe em nói đã. Thật ra anh là cái thằng này, nó bỏ bùa, nó bồi trả em. Thôi, cái đứa nhà quê đó thì là mình có cửa áo. Cầm cái đồng. Làm sao? Anh ơi, em xin nhé, em bằng thế hả? Xin à? Cũng được thôi. Giả tiền cho tao. Thế nào hả? Tiền con vợ tao cho mày hết. Em không biết cái gì đâu hả anh? Anh ơi, chưa biết là quần áo nhỉ? Tiền đấy là tiền tiết kiệm của em mà. Không được. Tiền tiết kiệm của cô á? Tôi tưởng cô chỉ cần tình cảm với nó. Cần gì đến tiền của tôi? Thôi được rồi. Tôi sẽ ly dị với cô. Để cô đến với nó. Anh ơi, em có vợ rồi sao em lấy chị được à? Vợ à? Anh nhắc đến từ vợ mà không thấy ngượng mồm à? Thế này là thế nào á? Mày à, mày. Tao hiểu rồi. Có phải á, chính là mày là người dựng chuyện này đúng không hả? Đồ khốn nạn. Nói về khốn nạn ấy thì tôi còn thua chị vài bậc đấy. Khốn nạn. Mày ra. Mày còn luôn. Làm sao? Anh lại còn định lên giọng với tôi à? Phải. Chính tôi là người đã âm thầm báo cho anh ta về việc hai người ngoại tình đấy. Này, tôi vẫn là chồng cô đấy nhá. Cô định làm xấu mặt chồng ở đây à? À, anh còn có mặt mũi để mà xấu á? Để tôi nói cho anh biết nhá. Kể từ ngày hôm nay, tôi với anh đường ai nấy đi. Tôi đã thông báo bố mẹ anh ở dưới quê rồi. Anh tự đi về mà chăm sóc họ đi. Tôi hy sinh cả một tuổi thanh xuân ở dưới quê chăm sóc bố mẹ cho anh để anh đi làm. Còn anh thì sao? Anh coi thường tôi. Anh làm thêm à? Hóa ra cái công việc làm thêm của anh ấy là cặp kè với cô ta à? Tao biết ngay mà. Cái loại đàn bà nhà quê như mày. Đúng, tôi nhà quê đấy, thì làm sao? Nhưng mà ít ra tôi còn biết đạo lý vợ chồng. Tôi không có tâm tiến như chị. Có chồng rồi mà vẫn đi cặp kè với chồng của người khác đấy. Mày... Cầm mồm! Nhờ cô đây mà tao mới biết được hai đứa chúng mày gian díu với nhau. Có muốn nói gì nữa không? Được rồi, để tôi xem. Cô rời khỏi tôi thì cô sống kiểu gì? Thank you.
Dạ. Em cầm lấy cái thẻ này, đủ cho em kinh doanh đấy. Còn cái loại chồng như thế này ấy, em bỏ đi. Cảm ơn anh nhá. Cũng may mà tôi tỉnh ngộ sớm. À, nhân tiện đây tôi cũng cho cô biết luôn, anh ta chỉ lợi dụng cô để lấy tiền của cô thôi. Bởi vì ngoài cô ra ấy, anh ta còn nuôi nhiều con đàn bà khác cơ. Cái cô gì? Nghĩ anh ta chỉ có một mình cô à? Hóa ra mày là thằng khốn nạn đấy ạ. Khốn nạn cái gì? Tôi và cô, một người thiếu tiền, một người thiếu tình, đổi trác công bằng. Cô nhìn lại mình xem, cô tưởng cô cao quý lắm à? Hả? Nói sao chưa? Nói đủ chưa? Còn mày ấy, luật sư của tao sẽ đến làm việc với mày. Và tao thông báo luôn này, mày sẽ không được thừa hưởng bất kỳ một cái gì của tao đâu. Anh ơi, anh thử thử nghe em nói đã. Anh bỏ qua cho em được không? Em đề sẽ không bao giờ có chuyện này nữa đâu anh. Em hứa đấy, anh đó. Anh đó. Tôi tưởng cô cao ngạo xinh đẹp như thế nào cơ, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi à. Còn anh ta ấy, tôi cho cô cả đấy, cứ thế mà tận hưởng đi. Tất cả tại mày, thằng khốn nạn. Mày đi đi. Cô không phải là chủ của tôi đâu nhá. Cô đừng có mà đánh tôi. Mày thích tao à? Mày thích tao này, mày thích tao.